Vâng, em Đô xin mến chào tất cả bác nhá. Thì hôm nay rất là vui là về thêm lô súp. Lô súp khá to, về hơn 30 quả thôi, nhưng mà về 4 model các bạn. 4 model khác nhau nhưng toàn ở model hàng chất lượng cao, phân khúc thương hiệu quá nổi tiếng rồi. Thì trong clip này em sẽ mời các bác hãy đeo tai nghe và thử chất âm đến quả súp Timo Pro. Như Timo hay là loa Timo hay là súp Timo, nó là dòng driver là thương hiệu của Pháp các nhá. Quá quen thuộc rồi. Đây là cờ Pháp Timo Pro. Timo Pro. Em sẽ ôm tem ánh gần như ánh bảy màu. Đấy, mã CD nhá. Lồi về đẹp lắm các bạn, đẹp xuất sắc luôn. Rất đẹp luôn. Thì tất nhiên là em quay mộc đây là nó là em chưa tả tuốt gì, thì có biết hàng súp bãi về thì mấy cái vết sức nhẹ 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 này không tính làm gì thôi nhá. Vì nó hàng bãi mà. Đấy. Cái điều quan trọng cái dòng súp này ấy, ở đánh ở không gian rất rộng, một quả súp này thôi để bắt 50. Các bác đánh dễ dàng ở những không gian từ 30, 35 và 40 mét vuông. Và cái điều đặc điểm biệt nữa là những quả súp này thị trường ấy, anh em đang bán mức giá khoảng 6,5 7 triệu. Thì vừa nãy ở video trước em có thông báo giá, nhưng mà em có nhận lại giá thì được giá hữu nghị hơn đến là để các bác. Thì hiện tại một quả súp này hiện tại Hiếu Minh đang chào bán mức giá là 6 triệu đồng trên một quả nhá. 6 triệu đồng trên một quả, mức giá cực kỳ hợp lý cho anh em chơi. Bây giờ các bác bỏ giá tiền ra vội mua những con dòng quả súp đặt tên, những hàng OEM đặt tên thị trường thôi cũng phải mức giá khoảng 7 triệu rưỡi, 7 triệu 2 rồi 8 triệu tùy theo quả súp. Những quả là một súp Timo này bác mua mới, mua đây này luôn, bác gõ trên Google nhá. Thì cực kỳ đắt luôn, quả này đang bán mức giá là đâu đó khoảng 15 16 triệu đấy. Hay 16 17 triệu quả này luôn ạ. Thì anh em mua hàng bãi giá êm được khoảng hơn năm được 6-7% rồi. Thì công suất hoạt động của nó là 600 và chịu đựng của nó lên là 1200W ở độ trở 8 ohm theo mã CD. À, mã CD như đi theo cùng cái khung này sao em không để ý. Em nghĩ vậy. Thì như vậy. Cái điều quan trọng mời các bác hãy đeo tai nghe, thì đầu video em báo giá luôn để các bác biết. Một quả súp chất lượng thì đánh tiếng mềm, chắc, nó không bị đuôi và cũng rất là lâu rồi mới thâu được những dòng súp hôm nay về loạt các dòng súp cao cấp thôi. Nhà cao cấp hơn so với bình thường. Cái dòng súp này nó còn hay hơn súp Eric. Nó hay hơn rất nhiều các mã súp thông thường khác. Ở đây em về còn cả QSA này. QSA phiên bản này thì cái từ nó rất là to. Và cái dòng này ở như gần như quả Optimal. Cái dòng sử dụng gần cái dòng gọi là nó gần viết tắt của chữ Optimal thì nhưng khỏe hãng Optimal nhá. Đây, là Quartz Auto. Cái dòng này ấy, thì nó sử dụng là driver của nó mạnh khủng hơn nhiều. Cái dòng này ấy, là công suất 800W và bass của nó chính bass BIMC. Bé đã cho anh phần nhạc đấy. Nhạc tiếp xúc nào, mời các bạn hãy đeo tai nghe thưởng thức em đánh ngoài trời một quả nhá. Cho lên đi. À, thiết kế mặt phản hầm nữa nhá. Nghe cảm nhận một đoạn clip mà em quay review trực tiếp đấy, và ở đây sẽ tiến hành test. Ở đây là vừa là bài test rồi, tiếp theo em sẽ là phân tích chi tiết đến lô súp này. Thì tổng lô súp này em về có mười mấy quả nhé bác, đếm này cũng chẳng nhiều. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10, 11 này, 12, 13 này, có 13 quả, 14 quả, có 14 quả nhé, chẳng nhiều đấy. Có tổng cộng 14 quả thôi anh em ạ, có tổng cộng 7 đôi 14 quả. Cái dòng này thiết kế là thùng gỗ ván ép chống nước, vứt ngoài mưa, ngoài nắng, ngoài trời thoải mái luôn. Lấy anh cái thước đo đây anh gái. Quên mất, chuẩn bị thước không nhỉ? Chết giờ, chứ ông nào chuẩn bị thước. Quay clip này liền luôn, lấy cái thước đi. Thì đây em sẽ quay nội thất trước này. Ở bên trong đây thì bác nhìn dòng này thiết kế đây. Đây như bác nhìn đây ấy, là phần, đây là phần sau này, phần sau nhá. Thì bát nó sẽ úp vào đánh phản trước.
Cái dòng này thì là một dòng súp có thể nói là cực kỳ tốn gỗ, thì thiết kế nó rất tỉ mỉ từ các cái văng ve. Tất cả sử dụng 100% là gỗ. Gỗ là gỗ sồi đấy nhá, gỗ sồi hay còn là gỗ bạch dương, ván ép chống nước nhiều lớp. Đấy, cái dòng gỗ này ấy, thì cái tiếng bát ấy, nó đánh độ phẳng đòn và tiếng độ chắc của nó. Đấy bác nhỉ. Khi bác gõ là nó không bị đanh, nó không oang. Cái dòng này có cọc cắm loa bác nhá, có cọc cắm loa này. Hai tàn nằm hai bên này. Đấy. Đây phần nắp nó đấy. Đây, lấy cái nắp ra đây Tiến. Ở đây đây. Công suất hoạt động để đánh được một quả súp này các bác đánh trang con đẩy tầm 800W nhá, để nó tiếng nó ra nó hay. Chứ đánh đừng đánh bằng súp, riêng súp nó khác ở full. Súp phải đánh dư, còn full như kia bác phải đánh bằng được nhưng súp phải đánh dư. Vì công suất hoạt động thông thường của nó là 600W rồi ở lỗ chở 8 ohm và cực đại lên chịu đựng được 1200W lỗ chở 8 ohm. Đấy. Input và đường link. Timo Pro. Đấy. Bởi anh đo anh nghỉ thước. Đây, ra đo luôn nghỉ thước đây dễ. Cho anh chiều sâu ạ. Chiều sâu em này là 70 thôi nhá. Chiều sâu 70 này. Về ngang ạ. Về ngang là 77 thôi nhá. Để em đo kích thước để bác nắm được chủ động. Bao nhiêu? 58 thôi nhá, 58. 70, 58 và 77 à? 77. Thì cứ hộp cắm loa. Nói chung cái quả súp này thì mời những bác nào mời không gian như cà phê sân vườn thì để quả súp này em thấy cái form của nó ấy, nó gì đó nó rất là đẹp. Nó đẹp. Nó thiết kế gần như một quả Lexo nhưng mà thiết kế cái form nó là có điểm lưới đằng trước này, nó không bị trơ nhá. Rất là lâu mới về được, hôm nay về toàn model cao cấp thôi. Bình thường những model súp thông thường em chỉ bán anh quanh ở ngưỡng khoảng 5 triệu dưới 5 triệu rưỡi thôi. Thì mô toàn hôm nay toàn về model cao cấp thì nó phân khúc nhỉnh hơn một chút, nhưng cái điều quan trọng cùng cái súp này thị trường thì mình bán giá êm hơn. Đấy, chỉ đơn giản thế thôi. Và sử dụng ở đây driver từ nó ấy, là từ 220 qua 100 các nhá. Nhớ anh từ anh. Đây. Các bạn nhìn thấy này. Timo Pro. Con này đời 2018 này các bác ơi. Đời 2018 các bạn. Đây em mới tự em mới để ý đến này. Đời 2018 các nhá. Rất gần luôn, đời rất gần luôn của Timo. Cái dòng này cái keo của nó, keo cổ côn ấy, là keo cổ côn là côn keo chảy. Bọn em cái keo nó cái keo nó dày mà nó gần như keo sữa của bọn B3 á. Nhưng cái cổ côn nó là khoảng màu sữa mà màu đây nó màu hơi trong. Ở đây bác nhìn thấy. Đít từ lồi nhá, đít từ lồi rất dày luôn. Đấy. Gân vải tẩm dầu hai lớp, rất đẹp. Và màng là màng ngấn. Cái dòng màng ngấn này cái giải phản xúc ra, cái tiếng xúc nó tạo ra độ sóng và sóng âm ấy rất là hay. Chị anh em lấy con đẩy kia. Chị ơi. Đấy. Do tiếng xúc ra và kèo. Rất đẹp luôn. Thùng tất cả 100% thùng gỗ bạch dương nhá. Bác nhìn thấy cái thùng nó làm tỉ mỉ không? Từ keo này. Nó khác bọt hẳn so với những thùng thường các làm không nhá. Keo chỉ khác hẳn luôn. Hộp này nhá, hộp bằng gang nhá. Hộp bằng gang này. Đấy. Gỗ nó màu nó hơi ngả vàng tí. Bông tiêu âm phía sau rất nhiều luôn bác nhá. Đấy. 350 đánh cực quý lực. Trên cái dòng này thì nó điểm nhấn của nó chính là thứ nhất là cái form nó đẹp. Cái thứ hai nữa là cái tiếng bát nó ra nó mềm lắm. Nó mềm, không biết là em quay bằng cái điện thoại thu hết không, vì thì cứ là thật sự ông kia đang quay clip tôi mài ơ. Em quay clip mài thu hết vào đây. Nhưng mà tiếng bát ở đây đấy, nó sẽ mềm và các bạn. Nó mềm nhưng mà là cái độ ấm ý. Tại vì là nhiều khi em quay ở điện thoại ở đây là cái tiếng sút nó xuống sâu, nhiều khi quay vào điện thoại nó còn bị rè cơ, vỡ tiếng cơ. Nhưng mà cô vẫn phải phục vụ bác là sẽ quay cũng như test chất âm để bác cùng nghe và cảm nhận đối với những quả súp chất lượng như ngày hôm nay. Đấy, Timo Pro bát 50. Số lượng có hạn không nhá, số lượng có ít thôi, có 14 quả tất cả. Và ngoài ra thì quả súp này của sử dụng driver là bát chất PNC, thiết kế cái form, bác nhìn thấy form chưa, nó dài sâu để công suất nó khủng hơn này. Em sẽ clip ở clip sau nhá. Như Timo thì nó là thương hiệu của Pháp, bác biết rồi. Timo thương hiệu Pháp. Anh em có nhu cầu mua sắm quả súp chất lượng dưới mức giá thành là 6 triệu đồng một quả thì nhanh tay liên hệ đơn vị Euro nhé. Và xin ái chào các bác nhé. Đây là dòng súp 50
thiết kế cực kỳ độc đáo và tiếng nó ra rất là hay.